Chào cả nhà. Hôm nay Liên đến từ Tuê 12A Nha Trang. Xin được phép nói chuyện với các bạn trong vòng khoảng vài phút thôi. Các bạn hãy xem hết bài nói chuyện của Liên nhé. Hôm nay Liên sẽ nói về vấn đề nồi và chảo Tupperware thôi. Như các bạn đã biết, Tupperware là một thương hiệu hàng gia dụng nổi tiếng đến từ Mỹ và đã được là một sản phẩm có thương hiệu toàn cầu, chất lượng toàn cầu và đã được người tiêu dùng chứng minh là đã sử dụng trên 100 quốc gia và đã tồn tại trên hơn 70 năm nay rồi. Như vậy rằng Việt Nam chúng ta chỉ mới tiếp cận được vài năm. Thì ngoài những dòng sản phẩm như hộp bảo quản thực phẩm từ nhựa nguyên sinh nè, máy xay tay nè, bình nước từ nhựa nguyên sinh nè, tất cả những vật liệu nhựa đều được làm từ nhựa nguyên sinh, là một loại nhựa chưa qua tái chế và vô cùng an toàn với sức khỏe. Tupperware hướng đến sức khỏe của chúng ta, sức khỏe của nhân loại và hướng đến môi trường, sẽ giảm đi một lượng rác thải nếu như các bạn sử dụng sản phẩm của Tupperware. Và sau đây trên tay Liên là đang cầm một chiếc chảo fry pan 24cm của Tupperware. Thì cái chảo này có một cái giá thành khá cao như mọi người hay nói. Vì sao vậy? Không phải một sản phẩm nào tự dưng họ lại có một cái giá thành cao như vậy, đúng không? Thì hôm nay Liên sẽ nói sơ vì sao nhé. Đây là một cái chảo thì với một cái tay cầm thiết kế đặc biệt là rỗng, sẽ giúp cho chị em phụ nữ là cầm nắm sẽ không bị nóng trong quá trình nấu nướng. Cái thứ hai là với thân và đáy nồi kết cấu rất là đặc biệt, thân thì 3 lớp, đáy thì 5 lớp. Nguyên liệu thì từ thép không rỉ 18/10, có nghĩa là như chúng ta phụ nữ chúng ta thường hay nói, đó là thép kết cấu đặc biệt và nguyên liệu đặc biệt như vậy sẽ giúp cho chiếc chảo hoặc chiếc nồi của Tupperware có một tính năng cũng đặc biệt luôn. Và đây, đặc biệt ở chỗ gì? Nghĩa là các bạn có thể nấu một chiếc chảo không cần lớp chống dính, chiên xào không hề bị dính. Phải có một số mẹo khi sử dụng sản phẩm để cho giúp sản phẩm phát huy được tối đa tính năng của sản phẩm. Và thứ hai nữa, nhờ kết cấu như vậy nên thức ăn chúng ta nấu sẽ không còn mất quá nhiều thời gian nữa. Ví dụ như trước đây bạn nấu một món ăn ngon, món ăn cầu kỳ mất 1 tiếng chẳng hạn, thì bây giờ chúng ta sẽ còn khoảng 30 đến 40 phút. Ví dụ như vậy, ví dụ bây giờ ví dụ một chiếc nồi chẳng hạn, bạn cần luộc một con gà không cần nước vẫn ok. Bạn cần nướng gà nhưng mà không cần lò nướng, bạn bỏ vào đây cực kỳ ngon. Và thời gian luộc và hấp nướng cũng không phải là nhiều, rất là ngắn thôi, các bạn đã cho ra một món ăn cực kỳ thơm. Bởi vì với cái cách dưỡng nhiệt rất là tốt và nhiệt lượng tỏa đều trên khắp nồi, như vậy đồ ăn chín rất là đều và giữ được nguyên vị, trọn vị của món ăn. Chúng ta có thể nấu được món hải sản, lẩu hải sản mà không cần nước nè. Hoặc là các bạn có thể chiên, xào, nấu trong một cái nồi. Như vậy là với một chiếc nồi chúng ta có quá nhiều chức năng, vừa nấu canh, đồ ăn có nước nè, hầm nè, nhanh mềm nè, rồi luộc gà nè, không nước nè, rồi nướng bánh nè, như một lò nướng nè, hoặc là nướng gà như một cái lò nướng nè, hoặc là chiên, xào, nấu, các kiểu đều được. Và đặc biệt là tay cầm thì hạn chế được nóng. Khi chúng ta nấu quá lâu thì chúng ta sẽ không cần phải lấy cái dẻ để mà cầm cái nồi nữa, hai cái quai nữa, đúng không ạ? Như vậy thì sau khi các bạn nghe Liên nói rất nhiều về nồi chảo, các bạn có tin không? Các bạn vẫn chưa tin đúng không? Xin mời các bạn hãy đến cửa hàng Tupperware 12A Nha Trang để trải nghiệm sản phẩm. Các bạn phải tận mắt làm, nấu cho ra những thành phẩm bằng nồi chảo Tupperware, thì lúc đó các bạn sẽ tin được những gì Liên nói là có đúng sự thật hay không. Rất hân hạnh được tiếp đón các bạn tại cửa hàng Tupperware 12A Nha Trang, địa chỉ 12A Nguyễn Trường Tộ, phường Xuân Vân, gần chợ Đầm nha các bạn, rất là gần chợ Đầm, các bạn rất là dễ tìm. Cần gì các bạn hãy liên lạc với Liên sale số hotline 0904 933 977. Xin chào các bạn.